Nhất đến trai làng anh phong tử hào hoa, nhất gái quê em khuê cá tô nhà, tròn đôi tóc nàng là bông lười trắng, tròn đôi chân chàng bộ đêm rất lặng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Xuân ba la nói sáng qua chúng niềm vui, hai đứa mình đẹp mối duyên hồng. Bằng lòng đi em, cái gì à mấy cô? Dạ nấu nhà. À nấu nhà. Miền Tây gì đó. Vậy ha. Nhất à, tối này đãi được nhiêu món này mấy cô? Món gì giới thiệu giùm luôn. Đồ hội, rồi bò kho, với xào, bún xào, với lẩu. Rồi đãi nhóm họ chắc tối sức giá này ha. Nó nói đại thêm chừng 4-5 món ở đây cho ông nói nhiều, anh nói nhiều món quá tối đãi không đủ, mốt quá bả cự đó. Món đẹp đó, chuẩn bị chưa có. Bây giờ thử nấu rồi làm xiết xiết lên trang điểm này nha. Ừ. Bận gì nhé. Bận không có đi ngang đây được nha. Thôi ta đẹp rồi, ta cần gì xuất sạn luôn. Viết lên trang điểm nè, tối lên sân khấu hát nè. Lên ha hót. Bà có nói chứ lên được không đó. Bây giờ mà có lợi. Ê, tranh thủ. Còn, nếu mà sợ tối lên không được thì coi tranh thủ bây giờ người ta đang ở không kìa lên nữa. Dạ, giờ đang rồi nè. Ở tranh thủ tối lên hót à. Ba trong nhà không mà mình không ở không mà nằm 6. Rồi, wow, đang nấu bò kho đâu. Sơ lên coi. Wow, hấp dẫn nha. Rồi, nấu đủ đãi tối sức giá hay sáng nấu tiếp. Rồi sáng nấu tiếp. Rồi thà nấu. Tối là đãi đồ cổ luôn đó. Ờ hôm nay thà nấu rồi nấu cặp quen xong ha. Rất thoải mát ha. Đám cưới bằng tay rất vui của gì. Bây giờ mấy cô rồi giờ mới sớm. Dạ, thà nấu thà chính ha. Nấu bằng tay. Dạ.
À, nói chung ra thì thường thường á thì đám cưới ở miền Tây mình á thì thường là mướn thuê nấu món ha. Hoặc là ba hoặc là mướn mâm ha. Nấu nhà. Dạ. Rồi này mình thường mình nấu nhà rồi cô chú anh chị rồi ở nhà con cháu rồi xúm lại xung quầy lại nấu món rồi rất vui ha. Chứ mướn mâm gì không vui ha. Đây chả lụa này, cái đồ chiên hay là đây chả lụa nướng. Chả lụa nướng hả? Chả lụa nướng ở đây miền Tây. Chả lụa nướng. Rồi, chả lụa nướng ha. Chả lụa nướng. Nướng ăn nó thơm dễ ăn hơn ha. Thơm ngon hơn cái chả trắng ha. Hấp trắng cho nó không ngon. Được rồi chính này. Cái này làm gì đưa đầu chổng đít lên trời à. Rồi mấy cô dắt chiều là đẩy nhóm họ lại xuất giá không chị? Rồi mấy cô cũng đẩy được dương vàng mâm ở đây chiều đẩy mấy mâm cô? 10 mâm đó. 10 mâm giá tối xuất giá này ha. Dạ tối này giá này đẩy có món gì hả cô? Món này là món đồ nguội nè. Dạ đồ nguội trong này có gì ha? Cái này là nem, thịt quay, chả lụa, bánh tráng ướp, dạ. Rồi dưa chua. Rồi. Rồi cái đó là bò kho, dạ. Bò kho ăn với bánh mì. Rồi cái tiếp đó là mực xào bông hành, với màn ớt chuông, rồi củ hành. Tiếp tục cái đó là lẩu. Dạ lẩu hay là lẩu xào? Lẩu ha. Dạ. Đó lẩu thái là tôm, rồi mực mấy đề cá. Dạ. Đồ hải sản luôn à. Cái tiếp là bánh mì ăn với bò. Rồi bánh mì với bún ăn kèm ha. Dạ. Dạ. À. Rồi tối này đẩy 10 mâm cô chú anh chị ơi. Đẩy giờ tối đẩy món ha. Dạ bắt phim. Dạ. Cũng như đãi từ từ tới vậy đó. Dạ. Cũng như ăn cháo khuya mà không ăn cháo khuya mà đãi luôn, đãi cổ luôn. Rồi đãi cổ luôn ha, đãi món luôn ha. Đãi cổ luôn. Dạ. Thường thì người ta nhắc tới nhóm họ ăn cháo rồi mình cũng ăn cháo mình đãi cổ luôn. Rồi mấy cô còn làm mấy món gì nữa đây? Nữa là sắc rau nướng lẩu. Dạ, rồi. Rau lẩu thái. Dạ, dạ, lẩu cá cá bóp hả cô? Lẩu cá bóp. Đưa qua bóp mỡ cá. Bóp mỡ cá lát. Bóp cái trời. Dạ tam cá. Tôm cá đuối. Tôm to. Tôm nhà sao đúng nhà là tôm hẻ. Rồi cá đuối thì dân miền Tây thì có nhiều đó là không có mướn nhưng mà nấu nhà. Dạ. Rồi dạ, để nấu nhà chị em là súm gia đình nấu súm xin quầy cho vui ha. Đúng rồi, cho vui. Dạ. Dạ, biết cái nhóm họ rồi vậy đó. Dạ. Bây giờ ta đặt mâm xong rồi còn này dạ. Như người cậu mới thôi. Bà con đông á. Dạ. Để mình nấu cái gì nè bà con đồ nhóm họ đồ lại đó lâu lâu gặp lại chị em cho nó vui. Dạ. Để thôi mình đặt mâm thì mai người ta lại người ta ăn không à chứ đâu có. Dạ, vậy ăn rồi xong rồi về rồi không có súm xin quầy nó trao đổi chuyện rồi. À. Chắc tối thì mình cũng thích trời nói chuyện cho nó vui vậy đó. Dạ. Ở đồng này cái này ai làm đi làm nhà mình nấu nhà đi cực gì mà vui ha. Vui. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Đây thì bà con thân cầm một suốt luôn. Rau ha, cái này rau gì cho rau gì để hắn cô.
bông bí. Thường là mà hai da nó đẩy mâm đó hay mà xài trái bí hay bí non hay vậy ha? Bí nụ. Bí gì? Mà bí đó giống ở đâu ha? Ở đây mình dễ coi giống đó ha. Đâu mà cho đủ mà đãi. Bí ăn nó cứng. Dạ. Cái bông này ăn nó mềm. Không đâu cứng hay nấu cũng mềm chứ mà giữ dẻo, dẻo ngon lắm chứ. Nó bùi lắm. Ừ, nó dẻo. Cái này là lẩu rồi đâu có cái dạng nó cứ bí non, trái bí non nữa ha. Nào bí bí gì nó tiễn bây giờ được cứ tiễn. À cái giống nó vậy đó ha, cái giống cái dạng mà nó trồng nó lấy ăn trái non vậy ha. À. Chứ nó ăn bùi bùi thơm cũng ngon lắm. Chạm không? À. Vậy ha. À, giờ chủ yếu mình lấy trái nhỏ để nấu đám rồi ha. Rồi hai ba vui vẻ cười nè. Rồi đi xe vòng luôn. Rồi, 2, 3, đụng lại nè. Rồi, 2, 3, đi. Thấy nước mà làm chơi mà chúng ta làm tiếp cho cái dạ. Không thôi. Dạ. Thì quay phim mà chụp hình mà. Bây giờ qua đây lần cái. Cảm ơn ông đưa chèo, bà đưa được không? Bà ông đưa chút lắm. Sao ta chụp hình? Đưa đi được không? Chụp cái gì? Làm mới quen mới được. Bà, đâu rồi? Chụp hình mà. Dạ. Bữa mình đi. Đó đó. Rồi mời mấy chú nâng đi nghe, 2, 3 nè vô. Rồi 2, 3 là vô. Không ra chân vậy. Chơi nhậu em nghe vậy. Ở chưa đú đô hả? Chưa đú đô rồi không la lên chân. Sao đây chứ sao đây. Rồi sẽ vòng qua đây luôn. Vòng qua đây là dễ. Bên này xung quanh bãi nè. Giờ mấy cái vụ mà mấy thằng lão lão trẻ trẻ mà già trẻ trẻ đó như vậy không được hai tay được á. Ăn được thì nín thôi đi, còn đẹp la ha lên nè. Có người đẹp tóc cao lên đó. Yeah.
ơi. Bưng giấy bánh mời đi, bưng ơi, giấy bánh mời bạn lên. Rồi, nhìn đây nha. 2, 3 nè, cười lên nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mời đang đi chúc mừng cô dâu đi mấy mấy anh ơi. Yeah.
mời cháu lên ăn. Đứng đây cô dâu dán qua chụp hình luôn. Rồi rồi vậy ha. Dạ kính thưa quý ông, quý bà, cô bác dân tộc, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm Canh Thìn, là cũng là ngày làm văn tố của gia đình của chúng mình và cô Mai tổ chức cái ngày lễ du quy cho cháu Hà Anh và phân công. Thì là với tôi thì được sự ủy nhiệm của gia đình phân công tôi làm đại diện cho chương trình buổi lễ du quy xuất giá hôm nay. Và bây giờ đây là do đại hiện rồi không có lần này sáu với ông hai sáu quý bà hai sáu tiếp theo là lần lễ ông bà còn đang hiện diện. Vậy trước tiên tôi xin trân trọng kính mời quý ông bà thuộc giai thứ lớn hơn nội ngoại của cháu Hà Anh. Mời quý ông bà thuộc giai thứ lớn hơn nội ngoại của cháu Hà Anh vui lòng bước vào hoàng gia tộc để cháu mình kính đi dự mừng ngày lễ sinh giá du quy. Trân trọng kính mời quý ông quý bà lớn hơn nội ngoại.
Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý ông bà thuộc giai thứ nhất đừng dọa bên đây, tại có kiến nó dọa hoài, anh khích bản nó đừng dọa bên đây. Nè, mời mấy cô đứng khích bản giùm nè. Cô đứng bên. Bây giờ từ nè, bốn cô đủ nè, bà mời bà bánh một cô. Cô một cô bà bánh giùm. Không được. Chụp đâu đẹp đâu, chụp đại cho được đại trời. Chết luôn. Không có, tại vì bên đây án nè. Rồi, vô đây chụp nè, 2, 3, vô đây cô ơi. Uống hết luôn đó nghe. Ai đứng bên đây án hết trơn, hút trơn à. Những cái kiến nó ác lắm, kiến dội lại cái nó phản lại cái là chắc nhất. Rồi một cô đứng bên giùm, mà mời một cô đứng bên giùm gái ơi. Rồi xích bản giùm, hai đứa xích bản giùm. Hai đứa xích bản tí giùm, à, rồi ok. Rồi uống rượu cô ơi. Rồi quay ra nè, 2, 3 nè, cười lên nè. Phương Dương. Phương Dương. Chú Phương ở Bạc Liêu. Vui lòng bước đến bàn giao đồng. Rồi, mấy cô đi, dùm nào cô. Giấy cháu. Đó nè. Mời chú Phương à. Chú Phương Bạc Liêu đâu à. Nó lo nhậu nó không nghe đâu. Rồi, mời hai đi ngủ lại cô cháu ơi. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý ông bà thuộc gia thứ nhỏ hơn nội ngoại như cháu Hoàng Anh vui lòng bước đến bàn giao tộc để cháu mình đứng đi luôn người lễ xin cháu vinh quy. Xin trân trọng kính mời. Chưa tới nó leo lề hả em phố ngồi đây mày lên hả mày. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý cô bác cậu mợ dì dưỡng thuộc gia thứ lớn hơn cha mẹ của cháu Hà Anh vui đầu bước lên bàn giao tộc để cháu mình kính ly rượu mừng ngày lễ xuất giá như huy. Xin trân trọng kính mời. Rồi đây nè. Rồi 2, 3 cười lên nè. Rồi mời cô qua đây một chú giùm. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý cô bác cậu mợ dì dưỡng thuộc giai thứ lớn hơn cha mẹ của cháu Hà Anh. Rồi 2, 3 vui lòng bước vào gia tộc để cháu mình kính yêu được mừng ngày lễ xuất giá như quy. Xin trân trọng kính mời. Hai đứa xin mời đúng không? Quá là ăn không rồi dưới nhìn đây chụp hình luôn nè, ngoài hai đứa ngủ luôn nè. Hai tao thấp xuống giường để chụp luôn. Rồi nhìn đây nè, 2, 3 cười lên nha. Đi thẳng đường luôn đi. Rồi một cô đứng một bên giùm nha. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý cô bác cậu mợ dì dưỡng thuộc gai thứ lớn hơn cha mẹ của cháu Hà Anh vui lòng bước đến bàn gia tộc để cháu mình kính yêu rượu mừng ngày lễ xin giá như quy. Xin trân trọng kính mời. Rồi nhìn đây chụp hình luôn nè. Rồi 2, 3 cười lên nha. Để qua nhà đi.
thì chồng của anh Dung á bước vào đây chụp với Dung của hình với đeo nhẫn trước đây, đeo vàng sau. Rồi nhìn đây nè, nhìn nó đi. Rồi hai ba vui vẻ cười nó giùm nha, nhìn đây nè. Đưa lên trời. Bạn Nghiệp ơi, bạn Nghiệp đưa lên cho anh ông cái cháu của mình. Chỉ mà khắp chi trời. Phải chưa? Rồi đây đây đây. Gặp nó rồi hay gặp. Rồi chú ý nè, chụp ngang 2 3 nè, cười lên nha. Cảm ơn gỗ. Quân Bình cứ vô. Hai đứa xách bản chút kìa. Rồi mời gũ luôn hai đi nè. Rồi vậy nó chụp ngang quay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý cô bác cậu mời nhiều người thân thuộc giai thứ lớn hơn cha mẹ của cháu Hoàng Anh vui lòng bước đứng lần ra tộc để cháu mình kính dâng lưu lượng ngày lễ xuất giá chuyên viên. Xin trân trọng kính mời. Nếu nước không còn ai nữa thì chúng tôi xin phép được thông qua phần này. Và tiếp theo là làm lễ xuất thân. Vậy mời chú Hùng và cô Mai bước lên trên những chiếc bàn gia đi để con mình đứng đi rủ. Và đây là cái ngày đáng giá nhà nhà bậc cao mẹ thì lúc nào cũng mong muốn được ngày này nhất. Hai ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Hai đứa ngồi đi để cho cháu mời đi rồi. Luôn luôn lúc nào cũng mong muốn được cái ngày này thì cũng có con cái hết. Tiếp theo muốn xin trân trọng kính mời Suya cùng bè bạn với cha mẹ cháu Hà Anh, đồng thời chúng trân trọng kính mời bà thợ nấu luôn, nếu có thì vui lòng bước đến bàn nhà gia tộc để cháu mình kính đi lượng mừng ngày lễ sức giá vui quy. Thợ nấu có lên rồi. Rồi hai đứa thứ xếp bả chút giùm. Dòng xếp bả chút giùm đi. Một lần nữa. Rồi nhìn đây nghe. Rồi xui ra. Rồi hai ba người nè. Cha mẹ các Hoàng Anh chính thì xui ra chú Hùng ra kể cả xui bạn xui lý cùng bè bạn của chú Hùng và cô Hai. Anh biết có ơi xin vui lòng bước đầu bằng gia tộc để cháu mình chính đi đưa mượn ngày để xuất giá chú Vi. Bây giờ có tặng quà đeo luôn đi. Đeo trước đi ông vụ sao? Ba nó bán lương nha, cắt nó mua được. Đeo đi. Còn cặp. Bữa hổng đang cắt. Một lần nữa xin trân trọng kính mời cô chú cậu mợ gì dưỡng thuộc gia thứ nhỏ hơn cha mẹ của cháu Hà Anh. Vui lòng bước cho bà ra tộc để cháu mình kính thiên lưu mừng ngày lễ xuất giá chú Vi. Xin trân trọng kính mời. Rồi bây giờ dính nữa nè. Không heo không biết. Rồi đeo luôn đi. Rồi mở xin trân trọng kính mời. Rồi dính đây nè. Cô muốn cậu mở duy dưỡng thuộc cây thứ nhỏ hơn cha mẹ của cháu Hà Anh. Vui lòng bước cho bàn các tộc để cháu mình kính được người lễ xuất giá. Rồi dính đây nè.
nếu không còn ai thì chúng tôi xin phép được thông qua phần này. Tiếp theo xin trân trọng kính mời quý anh chị em út cùng bè bạn của cháu Hải vui lòng bước vào bàn gia tộc để chị mình em mình mời đi rửa quần ngày lễ xin cái quý vị. Rồi đeo quay ra chụp luôn cái ơi. Đeo quay ra. Một lần nữa xin mời quý anh chị em út cùng bè bạn của cháu Hà Anh vui lòng bước vào bàn gia tộc để em mình, chị mình, bạn mình mời đi rửa quần ngày lễ xin cái quý vị. Xin trân trọng kính mời. Chị em út cùng bè bạn của cháu Hà Anh vui lòng bước vào bàn gia tộc để em mình, chị mình, bạn mình mời đi rủ mừng ngày lễ xin giá như quy. Xin trân trọng kính mời. Rồi được hai đứa vào ngang, đứa đứng bên, hai đứa đứng bên chúng ta bây giờ. Nè mấy đứa dọn xuống bỏ chút vô tí giùm nè. Rồi vậy đó chụp nha. Rồi hai ba cửa đó nè. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý anh chị em út cùng bè bạn của cháu Hà Anh vui lòng bước vào bàn gia tộc để em mình, chị mình, bạn mình mời đến rủ mừng ngày lễ chức giá chính quy. Xin trân trọng kính mời. Rồi nhìn lên quay ra này nè, hai ba cười lên nha. Rồi một chị đứng một bên giùm. Rồi hai đứa xích bệnh tí. Rồi ok, rồi nhìn lên giùm nè. Hai ba cười nè. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý bạn anh em bạn bè của cháu Hà Anh vui lòng bước vào bàn gia tộc để chị mình, bạn mình, em mình mời đến rượu mừng để xin cái vui vui. Xin trân trọng kính mời. Rồi mời được, mời cũng được. Rồi từ từ. Rồi hai ba nè, cười lên nha. Niềm vui sâu sắc về trường, thấy nó mong đợi bây giờ là đây. Quý lễ quý vị cũng trong hạ sánh duyên của trường nghệ mình. Xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý đã đến tham dự buổi lễ quy y của dâu Hà Anh sánh duyên cùng thư nghệ minh hoàng. Và lời nói đầu tiên cho phép đi ánh thay lời cho chủ hôn mọi nhà gái cùng với những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng đầy đức dịch vụ trang trí. Cô chú chị quý vị khách quý nào yêu thích văn nghệ sớm cho mình những bài yêu thích mạnh dạn với phòng máy đăng ký dịch khánh để góp vui cho ngày vui hôm nay ạ. Với thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay, chị Khánh xin thay lời cho anh em ban nhạc để đến tất cả quý vị quý cũng như chúc cho cô dâu chú rể 100 năm hạnh phúc qua một ca khúc có tựa đề Chung một bến đò. Xin mời cô chú chị cùng lắng nghe qua ca khúc này ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp kia.